Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành nha. Và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những cái thông tin về sức khỏe. Trong thời gian qua, Khải nhận được một cái bình luận của bác Tuyết Nguyễn. Bác có nhờ Khải chia sẻ về căn bệnh cao huyết áp. Và Khải thấy đây cũng là một căn bệnh nó rất là nguy hiểm. Cho nên Khải sẽ làm một cái video để chia sẻ cho bác cũng như là những quý vị khác. Ai mà đang gặp phải tình trạng tương tự như vậy, tức là bị cao huyết áp á, thì có thể là xem cái video này và tham khảo nha. Thì tất nhiên là trong thời gian tới Khải sẽ dành ra một thời gian để làm một cái chuỗi video về riêng căn bệnh cao huyết áp này. Tại vì căn bệnh cao huyết áp á, nếu như mà chúng ta nói trong vòng một cái video thì nó sẽ không đủ. Tại vì căn bệnh cao huyết áp nó rất là phức tạp. Rất phức tạp. Chúng ta cần phải xây dựng lại chế độ dinh dưỡng này, rồi những cái bài tập dưỡng sinh cho những người bị cao huyết áp để làm sao chúng ta có thể khống chế và kiểm soát được cái mức huyết áp nó không có cao quá. Tại vì bệnh cao huyết áp á, là căn bệnh nguy hiểm cực kỳ quý vị, rất rất là nguy hiểm. Được y học người ta gọi cho nó một cái tên là sát thủ giết người thầm lặng. Tại vì sao? Tại vì bệnh cao huyết áp này á, đối với riêng bệnh cao huyết áp này thì nó sẽ không có triệu chứng. Những bệnh khác á, thì sẽ có triệu chứng và báo cho chúng ta biết thì chúng ta có thể nghỉ ngơi, sinh hoạt hợp lý. Nhưng đối với bệnh cao huyết áp này thì nó sẽ không có triệu chứng. Từ đó thì chúng ta gây ra cái sự chủ quan, có thể là chúng ta tiếp tục hoạt động hoặc là lao động. Từ đó thì cái khi mà huyết áp á, nó cao lên một cái giới hạn nhất định thì nó rất là dễ khiến cho cái mạch máu trong người chúng ta nó bị vỡ ra đó. Tại vì huyết áp á, là áp lực của máu tác động lên thành của mạch máu, mà khi mà cái huyết áp cái áp lực á, nó cao quá thì nó dễ làm vỡ cái mạch máu, và nguy hiểm hơn là cái mạch máu ở trên não chúng ta bị vỡ ra. Khi đó thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là máu á, nó sẽ chảy ra và nó đông lại, và chính những cái cục máu đông này nó sẽ làm tắc nghẽn cái vùng não, làm cho những cái tế bào ở khu vực đó nó thiếu oxy, máu và dưỡng chất để nó phát triển, cho nên là nó sẽ bị chết đi, hay người ta còn gọi là bị tai biến mạch máu não, hay người ta còn gọi là bị đột quỵ não. Và cái bệnh này nó có tỷ lệ tử vong rất là cao. Nếu như mà may mắn thoát khỏi được tử vong thì chúng ta cũng sẽ bị cái thương tật vĩnh viễn, đó chính là bị liệt nửa người, rất là nguy hiểm quý vị. Thì trong cái phạm vi, trong cái giới hạn cái video ngày hôm nay á, thì Khải sẽ chia sẻ cho quý vị những cái huyệt vị trong đông y mà khi chúng ta dây ấn tác động vào thì sẽ giúp cơ thể tự chữa lành và giúp khống chế cái mức huyết áp nó không có cao quá. Tuy nhiên trước khi đi vào cái phần nội dung chính á, thì Khải rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để chúng ta nhấn vào cái nút đăng ký và bấm vào cái quả chuông bên cạnh để ủng hộ Khải nha. Bây giờ thì sẽ không nói dài dòng, sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái phần nội dung chính nha. Và bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị chúng ta tác động vào huyệt vị đầu tiên. Huyệt vị này là một trong những huyệt vị quan trọng và hiệu quả nhất trong cái việc là giúp quý vị điều hòa lại mức huyết áp. Huyệt vị này á, nó có tên là huyệt nội quan. Khải sẽ để cái tên huyệt vị nằm ở dưới cái màn hình á, để cho quý vị tiện theo dõi. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn quý vị và quý vị sẽ thực hành theo nha, để chúng ta nhớ được lâu hơn. Huyệt nội quan á, nó sẽ nằm trên cái cổ tay của chúng ta. Quý vị hãy giơ cánh tay lên giống như Khải này, giơ cánh tay lên. Và chúng ta sẽ dùng ba ngón tay của bàn tay phải này, chúng ta dùng ba ngón tay của bàn tay phải chúng ta đặt vào đây này, đặt vào đây. Cái mép trên của ngón tay trỏ nó sẽ trùng với lại cái ngắn cổ tay này nha quý vị. Còn cái mép dưới của ngón tay áp út á, chính là vị trí của huyệt nội quan nha quý vị. Đó, huyệt nội quan nó sẽ nằm vị trí này này, cách cái ngắn cổ tay khoảng là ba ngón tay, và nó sẽ nằm giữa hai sợi gân của cổ tay đó quý vị. Đó, bên trái một huyệt và bên phải một huyệt vị nằm tương tự, nằm cách cái ngắn cổ tay khoảng là ba ngón tay và nằm giữa hai sợi gân đó. Thì cái huyệt nội quan này á, là một huyệt vị của tam bào kinh, và nó chuyên được dùng để trị những chứng bệnh do khí huyết không điều hòa gây nên. Và cái bệnh cao huyết áp á, là một trong những cái bệnh mà thuộc cái nguyên nhân là do khí huyết không điều hòa, cho nên chúng ta có thể thông qua cái việc là tác động vào huyệt nội quan để giúp cơ thể là tự chữa lành và điều hòa lại cái mức huyết áp nha quý vị. Huyệt nội quan này rất là hiệu quả. Quý vị hãy tác động vào đây bằng những cách như sau. Đầu tiên á, là quý vị sẽ dùng chính cái ngón tay của chúng ta, chính ngón tay này, chúng ta nhấn vào cái huyệt nội quan này và chúng ta day. Đó, chúng ta day theo chiều cái đồng hồ nha quý vị.
Đó, chúng ta dây nhẹ nhàng nha. Chúng ta dây vào đây. Quý vị có thể dùng thêm một tí dầu cao để chúng ta bôi vào để làm tăng thêm cái hiệu quả. Dầu cao thì hãy dùng cái loại dầu cao Thái Lan màu xanh này. Quý vị có thể tìm bất kỳ cái loại dầu cao nào cũng được, như là dầu cao hổ cốt quý vị mua ở quầy thuốc tây đó, để chúng ta bôi. Chúng ta dùng một lượng dầu cao vừa phải, chúng ta bôi vào này. À, bôi vào và chúng ta sẽ massage, sẽ dây ấn vào đây. Đó, chúng ta làm khoảng là 2 đến 3 phút rồi chúng ta chuyển sang, chúng ta tác động huyệt nội quan trên tay phải này. Đó. Cách thứ hai ấy, là quý vị sẽ tìm mua cho Khải cái cây lăn cầu gai, cái dụng cụ này của Diện Chẳng này. Đó. Nó có một đầu này để dây huyệt này và một đầu á là để lăn. Thì quý vị sẽ mua cây này về và quý vị sẽ dùng cái đầu lăn đầu gai này nè. Chúng ta lăn vào cái huyệt nội quan này. Đó. Đây là một cách đã thông huyệt vị rất là hiệu quả nha quý vị. Chúng ta lăn xong bên này á, thì chúng ta lăn sang huyệt nội quan trên tay phải này. Cách thứ ba là quý vị sẽ dùng ngải cứu. Đây quý vị, ngải cứu thì quý vị sẽ tìm mua trên mạng này, ở trên trung tâm Diện Chẳng hoặc là những quầy thuốc nam á, người ta có bán. Một gói thì có 10 điếu. Giá thì nó dao động khoảng là 50 ngàn. Quý vị lấy ra một điếu này. Dùng cái bật lửa hoặc là dùng bếp ga để thắp đỏ lên. Thắp đỏ lên. À, người ta gọi là nhang ngải cứu mà. Cho nên là chúng ta phải thắp đỏ lên và chúng ta dùng chính cái nhiệt này, chúng ta sẽ hơ nóng vào cái huyệt nội quan này cũng như là những huyệt vị khác. Thì đây là cách tác động huyệt vị hiệu quả. Nhưng mà trong quá trình quý vị sử dụng thì chúng ta cần phải cẩn thận để tránh cái trường hợp là gây bỏng da nha. À, thật sự cẩn thận nha quý vị. Và một ngày á, thì quý vị có thể là tác động vào huyệt nội quan này 2 lần, một lần vào buổi sáng và một lần nữa vào buổi tối trước khi đi ngủ, khoảng 1 tiếng là hợp lý nha quý vị. Cái việc mà chúng ta tác động vào huyệt nội quan á, sẽ giúp là điều hòa huyết áp này và điều dưỡng tim, điều hòa được cái nhịp tim nha quý vị. Tại vì huyệt nội quan là một huyệt của tam bảo kinh, cho nên nó sẽ giúp quý vị điều dưỡng được cái nhịp tim nha. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị cách mà chúng ta sẽ dây ấn tác động vào huyệt vị thứ hai. Huyệt vị này nó có tên là huyệt Thái Xung. Và quý vị thông cảm cho Khải để cái chân như thế này, Khải để Khải tiện hướng dẫn nha. Tại vì huyệt Thái Xung á, nó sẽ nằm trên cái mu bàn chân đó quý vị. Nằm trên mu bàn chân này. Thì cái vị trí cụ thể á, nó sẽ nằm giữa cái ngón chân cái và ngón chân trỏ này. Nằm đâu đó trên cái rãnh này này quý vị. Đó. Và cái vị trí chính xác á, là quý vị sẽ đặt hai ngón tay vào đây này. Đặt hai ngón tay vào đây này. Cái mép này, mép trong của ngón tay giữa nó sẽ trùng với lại cái chân của ngón chân cái này. Và cái mép trên của ngón tay trỏ chính là cái vị trí huyệt Thái Xung đó quý vị. Đó, huyệt Thái Xung nằm giữa hai ngón chân cái và ngón chân trỏ và cách cái vị trí này khoảng là 2 ngón tay. Đó, đây chính là vị trí huyệt Thái Xung quý vị. Và huyệt Thái Xung này á, là nguyên huyệt của can kinh. Mà can kinh tức là cái đường kinh mạch nó liên quan và chủ trị trực tiếp ở cái lá gan của chúng ta. Và can kinh á, nó bắt nguồn từ cái huyệt đại đôn đó quý vị này. Đó, nằm cạnh cái móng chân này. Nó đi qua hành giang này, chỗ này. Và nó đi qua Thái Xung đây. Và cái huyệt Thái Xung này á, là một huyệt vị giúp thông gan, giải tỏa cái uất ức và điều hòa khí huyết. Cho nên khi mà quý vị dây ấn vào cái vị trí này, quý vị thấy đau á, đó, cái vị trí này này, mà quý vị thấy đau bất thường á, thì rất có khả năng là quý vị đã bị cao huyết áp nha. Cho nên là chúng ta cần đến bệnh viện để được sự thăm khám của bác sĩ, cũng như là được đo cái huyết áp thì chúng ta biết được là chúng ta có bị cao huyết áp hay không. Từ đó thì sẽ có cái phác đồ điều trị nó thích hợp hơn nha quý vị. Thì trong trường hợp ngày hôm nay á, Khải chia sẻ với quý vị á, thì chúng ta sẽ thông qua cái huyệt Thái Xung này để giúp điều hòa lại cái mức huyết áp của chúng ta. Và cách tác động vào Thái Xung á, thì nhìn chung thì cũng sẽ giống như là cách mà chúng ta tác động vào nội quan vậy. Thứ nhất là dùng tay nè để miết vào cái đường cả này nè. Đó, chúng ta miết từ phía trên này xuống đến dưới này luôn nha quý vị. Đó, tại vì chúng ta lợi dụng cái động tác như vậy để tác động cùng lúc cả hai huyệt vị là huyệt Thái Xung và huyệt Hành Giang này. Huyệt Hành Giang là một huyệt vị cũng thuộc can kinh và nó cũng sẽ giúp quý vị là ổn định lại huyết áp nha. Chúng ta miết như vậy. Chúng ta ngồi rất là thoải mái và chúng ta miết như vậy khoảng là 2 đến 3 phút. Hoặc là chúng ta dùng cái cây dây huyệt này quý vị này. Đó. Quý vị cũng có thể là dùng cái đũa inox để thay thế. Cái đũa inox ở trong nhà của chúng ta đó. Chúng ta chấm vào một lượng dầu cao này và chúng ta dây ấn vào cái khu vực này. Đó, quý vị dây giống như Khải nè, dây từ trên này dây xuống đến huyệt Hành Giang này. Chúng ta dây khoảng là 2 đến 3 phút nè. Hoặc là dùng cây lăn cầu gai này, chúng ta lăn vào cái vị trí này.
Trong tất cả những cách tác động huyệt vị thì Khải thích dùng cái lăn này nhất. Tại vì nó vừa đã thông huyệt rất là hiệu quả mà vừa mang lại cho chúng ta cái cảm giác thoải mái nữa. Là chúng ta lăn như vậy trong khoảng 2 đến 3 phút hoặc là chúng ta hơi ngày cứu vào cái khu vực này quý vị. Quý vị chưa có ngày cứu thì chúng ta cũng có thể là dùng cái máy sấy tóc ở trong nhà đó, chúng ta thổi cái hơi nóng đó vào đây cũng sẽ rất là hiệu quả. Và quý vị lưu ý á, là chúng ta tác động cả hai huyệt cả thái xung nha. Trên chân trái cũng sẽ có một huyệt vị nè. Đây quý vị. Chân trái cũng sẽ có một huyệt vị nè. Thông thường thì chúng ta tác động chân trái trước nha quý vị. Đó. Và chúng ta làm xong chân trái thì chúng ta làm sang cái chân phải. Một ngày thì chúng ta tác động ở đây khoảng là 2 lần. Một lần vào buổi sáng sau khi thức dậy nè. Và một lần nữa vào buổi tối trước khi đi ngủ nha quý vị. Cái việc mà dây ắn tác động vào huyệt thái xung này vừa giúp quý vị là điều hòa lại huyết áp, vừa giúp quý vị là giải tỏa được những cái uất ức, những cái bất ổn ở trong cái lá gan của chúng ta, giúp thông gan, tức là khôi phục được cái chức năng của gan đó quý vị. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị cái huyệt vị thứ ba, cũng là huyệt vị cuối cùng trong cái phương pháp ngày hôm nay. Huyệt vị thứ ba này ấy, nó có tên là huyệt dũng tuyền nha quý vị. Nó sẽ nằm ở dưới cái bàn chân đó quý vị. Thì cách xác định là quý vị sẽ chia cái khoảng cách này này, khoảng cách từ chỗ này đến cái gót chân, quý vị chia ra làm 3 phần bằng nhau, một phần nè, hai phần nè, ba phần. Thì huyệt dũng tuyền ấy, là huyệt vị nằm ở dưới lòng bàn chân và nằm 1/3 tính từ phía trên xuống. Đây quý vị, 1/3 tính từ phía trên xuống này, thì cái huyệt dũng tuyền nó sẽ nằm ngay chỗ này quý vị. Đó, ngay cái vị trí cái cây giao huyệt hay chỉ vào đó. Đây là huyệt vị của thận kinh nha quý vị, của thận kinh. Và chúng ta đã thông huyệt vị dũng tuyền này, nó cũng sẽ giúp điều hòa lại huyết áp. Ngoài ra nó cũng sẽ giúp những cái chứng bệnh khác như là tiểu đêm này hoặc là bị mất ngủ. Chúng ta tác động vào đây á bằng cây giao huyệt quý vị, bằng cây giao huyệt này. Chúng ta chấm vào một dầu cao này. Chúng ta dây ấn vào huyệt dũng tuyền này. Đó, tại vì cái vùng da dưới cái bàn chân á là nó cứng, nó dày hơn những cái vùng da khác. Cho nên là quý vị cần phải dùng một cái lực tương đối mạnh để chúng ta tác động nó hiệu quả nha quý vị. Nó mới mang lại cái hiệu quả cao được. Đó, chúng ta bôi dầu cao để làm nóng cái lòng bàn chân đó quý vị. Mà chúng ta dây khoảng 2 đến 3 phút nè. Hoặc là chúng ta dùng cái lăn cầu gai chúng ta lăn nè. Theo Đông y á, thì cái lòng bàn chân của chúng ta là một cái khu vực mà nó phản chiếu rất là nhiều những cái tạng phủ khác nhau. Cho nên là chúng ta lăn cái huyệt dũng tuyền này. Và nếu như mà có thời gian á, thì quý vị cũng lăn tất cả những vị trí khác cho Khải nha. Chúng ta lăn lăn khắp những cái vị trí trên cái lòng bàn chân á. Đó, chúng ta lăn khoảng 2 đến 3 phút. Lăn á, quý vị cảm thấy rất là thoải mái này. Và chúng ta dùng ngải cứu để chúng ta hơ lại vị trí huyệt dũng tuyền này. Chúng ta hơ vào đây, tập trung hơ vào đây. Và nếu như mà có thời gian thì quý vị hơ rộng ra cho Khải, hơ rộng ra để làm ấm cái lòng bàn chân. Tại vì theo Đông y á, những cái điều kiện cần thiết để chúng ta ngủ ngon á, là chân ấm và bụng ấm. Thì chúng ta hơ vào dũng tuyền và chúng ta tranh thủ thời gian để chúng ta hơ khắp cái lòng bàn chân này để giúp cái lòng bàn chân chúng ta được ấm lên. Từ đó thì chúng ta sẽ có được một giấc ngủ ngon hơn nha quý vị. Người xưa người ta đi ngủ người ta thường là măng tắc vào để làm ấm cái bàn chân để giúp ngủ ngon hơn. Và nhân tiện đây thì Khải cũng sẽ chia sẻ thêm. Thì trong dân gian á, người ta thường mỗi khi mà bị cảm, sốt cao, bị ho á, thì người ta thường dùng một vài cái tép tỏi, người ta bỏ vào cái huyệt dũng tuyền này nè, và người ta dùng khăn người ta quấn lại, người ta ngủ qua đêm. Thì đó là cái cách mà để giúp giảm được cái tình trạng sốt cao và tình trạng ho, đặc biệt là cái chứng ho gà ở trẻ em nha quý vị. Và quý vị sẽ tác động huyệt dũng tuyền này á, trên cả hai bàn chân trái và bàn chân phải. Một ngày thì chúng ta cũng sẽ làm tác động huyệt vị này 2 lần. Tức là trong cái phương pháp ngày hôm nay, quý vị muốn điều hòa lại cái mức huyết áp ấy, thì chúng ta cần phải tác động cùng lúc cả ba huyệt: huyệt nội quan này, huyệt thái xung này và huyệt dũng tuyền này. Đó, chúng ta làm cả ba huyệt. Buổi sáng chúng ta làm ba huyệt, buổi tối chúng ta làm lại ba huyệt trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng nha quý vị. Và như vậy thì thông qua cái video vừa rồi, Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái huyệt vị cho Đông y. Khải hy vọng rằng quý vị sẽ kiên trì siêng năng dây ấn vào bộ huyệt vị này để giúp quý vị là điều hòa lại cái mức huyết áp, để phòng tránh được những cái biến chứng nguy hiểm về tim mạch như là tai biến mạch máu não nha.
Khải hy vọng rằng với những thông tin mà Khải vừa chia sẻ sẽ cung cấp cho quý vị những giá trị thực sự là hữu ích để giúp quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe tại nhà hoặc là giúp đỡ cho người thân của mình. Và nếu như mà quý vị xem thứ hai á, thì quý vị có thể nhấn like, chia sẻ cho những người khác cùng xem có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về bệnh gì thì quý vị có thể là để lại dưới phần bình luận của video nha. Khải sẽ giải đáp bằng những video như thế này. Và quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh để khi nào mà Khải ra video mới thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo nha.